Mến chào tất cả các anh em và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình có nhận được một cái món quà của một người bạn cũng ở xa ha. Thì ở tận tỉnh Bình Thuận các bạn. Thì có gửi cho mình một món quà. Thì đây là một cái cây mai cát không bầu nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mở quà ra và review lại cho các bạn cùng xem ha. Thì trước tiên thì mình cũng rất cảm ơn bạn nha, đã gửi tặng cho mình và đóng hàng cũng rất là kỹ luôn nha các bạn. Cũng tốn khá là nhiều băng keo và giấy ha. Thì ông bạn của mình cũng chuyên đi săn phôi mai rừng mai cát á các bạn. Thì có những mẫu cây rất là quái luôn ha, và những cái cây trực rất là đẹp. Thì các anh em và các bạn nào có quan tâm thì liên hệ với mình ha. Mình sẽ chia sẻ cái địa chỉ và các bạn sẽ có những cây rất là đẹp ưng ý để sưu tầm về chơi ha. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ mở phần dưới nha các bạn. Phần trên đó thì mình đã mở xong rồi. Thì do mình quay video chỉ một mình thôi nên vừa quay vừa làm thì nó cũng hơi bất tiện ha. Thì các bạn thông cảm. Thì ông bạn mình tặng quà mà cũng rất là có tâm luôn nha các bạn. Đóng hàng rất là kỹ, khá là nhiều giấy luôn. Thì mở ra là cũng một vấn đề á các bạn. Thì theo như mình được biết thì cái cây này cái hình của nó thì cũng khá là to nha các bạn. Thì hình tầm 60 mấy hoành thân á các bạn. Thì cái bộ đế thì mình cũng được biết là nó chảy rất là đẹp nha các bạn. Thì mình cũng hy vọng là sau khi về mình xử lý lại thì cây nó sẽ hồi sinh ha. Và một thời gian sau thì tạo nên một cái tác phẩm rất là đẹp để chia sẻ cho các anh em và các bạn cùng xem ha. Thì bây giờ thì mình đã cắt bỏ hết lớp băng keo và lớp giấy các bạn. Thì phần trong là một lớp bọc ni lông để ủ cây nè các bạn. Thì cây này rất là to nha các bạn. Thì cái bộ đế thì cũng như mình nói thì nó chảy rất là đẹp ha. Thì để tí nữa thì mình sẽ cắt lớp băng keo và gỡ bọc ni lông ra cho các bạn cùng xem ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình cắt lớp băng keo cuối cùng để mình lấy cái bọc ni lông ra xem để coi cái cây phần trong nó sẽ như thế nào nha các bạn. Và sau khi mình đã cắt bỏ băng keo và bọc ni lông thì đây là phần cây nè các bạn. Thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì cây hoành rất là to mà cái bộ rễ thì khá là ưng ý nha các bạn. Thì cái bộ rễ này thì nó có cái dáng thú nha các bạn. Thì cái nó chảy đều một bên ha. Nó giống như là cái con gì đang bò á các bạn. Cũng rất là đẹp ha. Thì mình cũng rất là hy vọng thì cái cây này sẽ được hồi sinh ha. Và cái phần rễ này thì có thể là mình cắt bỏ ha, để cho cái cây nó được chỉnh chu hoàn thiện hơn ha. Vì nó nằm ở trên thì nó nhô lên thì nó cũng không có thích hợp lắm. Thì khả năng cao thì mình sẽ cắt bỏ cái rễ đó ha. Mình sẽ quay sơ một tí rồi mình sẽ cắt xử lý lại nha các bạn. Cây rất là to, hoành 60 mấy nha các bạn. Thì
Cây này thì tí nữa mình sẽ xử lý và ngâm kết rễ nó và mình cũng ủ lại nha các bạn. Thì thời gian sau nó kéo nhựa thì mình sẽ tiến hành mình trồng ha. Cây thì nó có một phần lửa nhẹ ở những phần chi nha các bạn, nhưng mà hôm sau nó đã thép cứng hết rồi ha. Thì mình sẽ cắt xử lý lại, và sau khi cây đâm tược rồi mình sẽ tiến hành mình ghép ha. Và đây là sau khi mà mình đã cắt bỏ xử lý phần đầu rễ và phần thân chi đó các bạn, thì mình sẽ quay sơ cho các bạn cùng xem ha. Thì về thì mình sẽ cắt xử lý bỏ những cái đầu rễ đi ha, và mình chét keo vô. Thì tí nữa thì mình sẽ dùng vòi nước mình sẽ phun vệ sinh một lần ha. Thì đây cũng là cái phần chi trên nè các bạn, mình cũng cắt bỏ luôn ha. Thì cây nó cũng còn nhựa rất là nhiều nha các bạn, cũng khá là ok. Thì mỗi vết cắt mình sẽ bôi keo trên đầu vết cắt hết luôn nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ đem ra và mình xịt bằng vòi rửa xe các bạn. Thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ một lần, và xịt những cái phần nấm bám trên thân ha, cho nó bay đi hết, cho cây nó sạch sẽ rồi mình phun thuốc trừ nấm. Và mình sau đó mình sẽ ngâm kích rễ nha các bạn. Cây sau khi được phun thì nó rất là sạch và đẹp luôn nè các bạn, sáng bóng luôn, xịt tới đâu là nó dần tới đó luôn nha các bạn. Thì hy vọng là cây này sẽ hồi sinh nha các bạn, cây rất là đẹp luôn. Thì phần nấm trên nè các bạn, nó cũng bị một phần nấm ấy, mình xịt xử lý và lại thì nó sẽ rất là ok luôn ha. Thì sau khi mình vệ sinh xong sạch sẽ thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình phun thuốc trừ nấm bên trong nha các bạn. Thì sau khi phun đều thì đợi cho cây nó ráo hoàn toàn thì mình sẽ tiến hành ngâm kích rễ ha. Và mình sẽ ủ lại, khi nào mà cây nó kéo nhựa mạnh rồi mình sẽ tiến hành mình trồng. Và bây giờ thì mình sẽ quay sơ lược một lần nữa cho các bạn cùng xem ha. Thì cây đã sau khi xử lý và phun thuốc và vệ sinh cây sạch sẽ thì cây nó như thế này đây các bạn, rất là đẹp và sạch ha. Thì sau khi mình đợi cho cây nó ráo rồi thì mình sẽ tiến hành mình ngâm kích rễ ha. Và kích rễ thì mình cũng xài cái loại N3M nha các bạn. Thì mình sẽ ngâm lúc phần gốc của nó ha, và phần thân thì mình sẽ tưới cho nó đều luôn ha các bạn. Thì hiện tại thì trời cũng đang sắp chuyển mưa rồi các bạn, trời cũng sắp mưa rồi, với lại trời tối rồi ha. Thì mình sẽ không có quay cái phần mà ngâm kích rễ ha. Thì mình nói sơ qua như vậy thì các bạn cũng đã hiểu rồi ha. Thì khi mà mình ngâm xong thì mình cũng ủ lại bằng bọt ni lông nha các bạn. Thì sau khi cây nó kéo nhựa rồi mình sẽ tiến hành mình trồng. Và cái cây này sau khi nó đã kéo nhựa rồi thì mình sẽ quay video lại cho các bạn cùng xem ha. Thì các bạn chờ một thời gian xíu coi cái cây này nó sẽ cho ra kết quả như thế nào nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ngày hôm nay nha. Thì đây là cách
xử lý phôi mai rừng của mình ha. Thì hy vọng là cái cây này sẽ hồi sinh. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video mình ngày hôm nay. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.